Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Giò. Bình vi tàu lao chạm với đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lê Chí Minh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo 12m, một ghế một kỳ. Bên kia là cục vàng cầm cái ghế mây. Và mắt kiến rắp bay. Còn đây là cặp của Đồng Tháp Phú Học Sinh. Đây là cặp của Đồng Tháp Phú Học Sinh. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về cho Phú Học Sinh, cặp Đồng Tháp. Các bạn cũng biết Phú Học Sinh đẳng cấp cái ghế đã được khẳng định từ lâu. Phú Học Sinh đánh bóng ra ngoài. Hai ba. Ba đều. Một pha có phần may mắn gì rồi cho mắt kiên. Ba đều. Bốn ba. Bốn đều. Ghế mày thật sự bóng đi rất lẹ nha các bạn. Bốn đều. Cái ghế phòng Phú Học Sinh không phải là dạng vừa. Đẳng cấp vào bóng rồi con ghế Phú Học Sinh. 5-4. Một pha quá đẳng cấp thật bà. 5-4. 12 điểm tới 6 điểm đổi sân. Sân này thì một bên chói nắng và một bên mát nha các bạn. 6-4 đổi sân. Tranh thủ thời gian. Lip rồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn ủng hộ đồng hành cùng kênh Đại Lâm Vua Giò và Lip Rồ. Chúng ta bây giờ là cục vàng cầm gáy mây cùng mắt kiến rắp bay. Còn bên kia là cặp Phú Học Sinh của Đồng Tháp. 6-4. Bảy bốn nghiêng về cho cặp Đồng Tháp. Lại là cu vàng đánh bóng không vào lưới. 8-4. Pha trả đòn quá khó chịu rồi của Mắt Kiên. 5-8. Đây có thể nói là ghế mây gặp gỡ ghế nhựa. Bóng tốt. 9-5. Bên đây là cục vàng cầm ghế mây. Còn bên kia là Phú Học Sinh cầm ghế nhựa đỏ, ghế cao chân. 6-9.
lại là Phú Học Sinh đến món ngoài 79. Lại là mặt kia đến bóng ra ngoài 17. Cú tán bóng của cục vàng, một pha phòng thủ tốt của Phú Học Sinh. Dò gà cho Phú Học Sinh, một pha trả đòn hay của Phú Học Sinh và pha phòng thủ tốt của cụm vàng. Bóng tốt 80. Trận đấu đang trở nên rất hay. Lại là cu vàng đánh bóng ra ngoài 11-8. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện Binh này, quay lại tất cả các sân bóng nhộn nhịp đủ thứ các kiểu. 91. Các bạn hãy thương yêu ủng hộ đăng ký xe và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kênh phụ là kênh Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Dò gà cho Phú. Đẳng cấp. Và đẳng cấp dự đội của Phú Học Sinh. 12-8. Xin lỗi, 12-9. Kết thúc chương trình đại truyền hình đến hết. Và đẳng cấp của Phú Học Sinh và bóng gì rồi, quá hay cho Phú Học Sinh. Cáp kèo và cáp kèo. Cáp kèo và cáp kèo.